hello. Chịu gió miếng nha bà con. Hôm nay là tạm thời là tới giờ này là hết lịch. Không biết chút nữa khách có tới nữa không, nên tôi phải mở cái livestream lên để cho người ta thấy mình đang rảnh rỗi qua ủng hộ đó là. Chào em đi idol. Không, không chào. Ai bà con? Hôm nay tôi mới tôi thấy cái họng nó rét rét, cái lưỡi nó tê tê á. Cái mình lại sợ có cái vấn đề gì xảy ra. Đây, mình mới thử không có thay nha bà con. chưa có thay. Bà thấy cụ tay ăn. Gì? Chào idol ạ. Xin chào. Ôi, đừng kêu idol ngại lắm. Bên chị có trẻ lưỡi không? Không nha, bên tôi chỉ có sỏ thôi. Sỏ đủ phê bà con, trẻ anh chi, phải không? Trẻ phê quá chịu không nổi. Xin không? Tôi giống cô gái Trung Hoa thời cộng thời mấy mấy năm chiến tranh đúng không? Giống mấy phim gì? Bến Thượng Hải rồi vậy phải không? Tiệm chị giờ xa hơn nào em qua mà không gặp chị là buồn lắm luôn á. Trời ơi, chị ở tiệm luôn luôn ở tiệm em ơi. Mày cứ qua đi. Tôi mới làm chén mà con ạ, mới làm chén vô lấy tinh thần. Đấy, gần hết chai à. Bữa nay chơi mỗi bữa cơm là làm một ly để lấy tinh thần nó phấn chấn rồi con ạ. Ngày xưa là không thích uống rượu đây không, tại nó đắng. Giờ mình chơi tới luôn, hết chai này muốn mua chai khác để cứ mỗi bữa cơm làm ly. Cái gì? Chị Mai thập niên 80. Bên chỗ mới có bảo vệ trong xe không may? Dạ có chị khuyên, có người giữ xe chứ. Chị cứ qua đi, trời ơi xe cộ để em lo. Vừa có người giữ xe mà hai ba người lận chị. Cái gì giờ nghiện luôn rồi hả? Đâu, tôi mới cai nghiện được rồi bà con. Làm gì nghiện? Ngày xưa tôi mới nghiện, giờ tôi đâu có nghiện đâu bà con. Ngày xưa là nghiện nha. Tiệm xăm có nhiều học trò không? Ờ không, sơ sơ mới có hai đứa học trò thôi bà con. Mới mở tiệm được mười mấy ngày lấy đâu ra mà nhiều học trò. Gì? Tiệm cũ chị Mai trong xe đã lắm à. Đúng rồi, tiệm cũ ở trong xe đã lắm. Tiệm cũ nhiều xe lắm, tiệm qua tiệm này thì không có nhiều xe như tiệm cũ nên người giữ xe cũng chỉ nghiệp dư thôi chứ không có chuyên nghiệp. Có khuyên vú không à? Có. Bà con thích khuyên vú qua đây tôi khuyên vú nha. Ba là quỷ mà, nữ nam gì tôi cũng làm hết á. Mấy bà nữ thích sợ vú qua đây bao bú á, lột bao cho con bú được chứ không có bị tắc tuyến sữa, hiểu không? Lúc nào mình đẻ con mình tháo khuyên ra cho con bú, xong rồi con bú xong lắp khuyên vô cho ba bú. Anh Tuấn nghe khoái cười câu. Anh Tuấn muốn nào để em sợ vú cho này anh Tuấn, em nói vú anh cũng bự á. Dạ. Mai ơi, hồi xưa có xăm môi giờ làm hồng môi bao nhiêu tiền? Làm hồng môi sao? Hello Philippines, I'm speaking Vietnamese. Yeah, Merry Christmas, thank you.
gì người cũ có ghé ủng hộ không? Có, ghé quá trời luôn bà con. Mấy người khách cũ tôi à, thì bữa giờ làm toàn khách cũ ủng hộ, mà khách vãng lai cũng có nhưng mà chưa có nhiều quá, người ta cũng chưa có quen với địa điểm, với lại tôi mới thành lập địa điểm này thôi. Hay quá em. Em sợ ở vị trí nào cũng sợ, chỉ sợ lúc kẹp thôi. Áp lực khi chuẩn bị kẹp à. Kẹp nó đâu em? Gì anh Tuấn ở đâu vậy? À, chị của anh cho em hả? Ok. Trời ơi, cảm ơn Tuấn nha, anh tặng một lần mà em xài nguyên một năm luôn á. Cảm ơn anh, ngày nào em cũng phải xài hàng của anh hết. Quá hay. Cảm ơn anh nha, trời ơi, tôi mới có một món quà giá trị đó bà con ơi. Anh Tuấn của tôi chỉ tặng tôi một lần thôi mà tôi xài nguyên một năm. Đây, tôi show ra cho bà con coi. Quá hay vậy, nó bị dẻo kìa, chịu nóng được. Trời ơi, cái này quý hóa lắm luôn anh ơi, đâu phải ai muốn cũng có đâu. Ai tôi dở ra là con hú hồn luôn. Ai trời ơi, nguyên một sách luôn, xài cả năm luôn rồi không? Đây lịch lắm. 2022 ai ngày nào cũng phải xài rồi không? Cho em gửi lời cảm ơn chị nha. Bởi vậy quý hóa thì tôi sống nhờ hàng cho và tặng nhiều lắm bà con ạ. Có lực không mở là ngại luôn. Làm gì có tặng món quà nào mà xài cả năm. Kìa, sorry chị kìa. Cái gì, tôi có độ súng không ạ? À, có bà con qua đây con xin độ với tôi không độ. Con xin là nó nhận độ súng nha bà con. Mày độ súng nhiều viên xin. Hả? À, xin. Độ súng nhiều viên. 27. À, xin nó kêu độ 2 triệu viên. Mang súng qua. Mang súng qua độ nha, còn tôi thì thôi, tôi ngại súng lắm. Gì? Tuyển thợ làm ăn chia không chị Mai? Ờ, à, thì à, tiệm chị là thợ ăn chia mà, làm gì có tiền trả lương. Hai Mai theo dõi lâu rồi, toàn YouTube này mới thấy trên Facebook. Ồ. À. Tôi cũng đu dây mạng ở trên Facebook cũng 6-7 năm rồi. Trên YouTube cũng thời gian đó mà giờ mới gặp tôi hả? À. Giờ mới trực tiếp phải không? Mốt qua ra gặp tôi ngoài đời cũng ghê nữa. Vậy sexy quá. Dạo này tôi theo cái trường phái sexy cho bố con nhà chúng nó thiệt. Yeah. Tôi á, bà con mà cứ nhìn người đàn ông như thế nào á, thì tôi y chang vậy không. Nhiều khi tôi còn thua âm Tấn nữa bà con. Tôi thấy hai cái dấu ổng phập 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 nữa nè. Tôi còn ganh tị với cái dấu của ổng á bà con à, nên tôi không gì sexy hết á. Gì làm thêm TikTok à, bây giờ làm đó sao nhỉ? Alo anh Hùng, anh Hùng ơi, khi nào anh vô Sài Gòn anh ghé em nha. Bây giờ em mở tiệm ở quận nhất á, ở Lê Thị Riêng. Chào em Mai xinh đẹp ạ. À, vâng. Xin chào. Chúc chị nhiều sức khỏe. Dạ. Sắm hình chân dung bao nhiêu tiền? Dạ bên em thì chỉ nhận chân dung trắng đen thôi nha. Còn chân dung mà màu thì em sẽ chỉ qua một người bạn khác của em làm màu tốt lắm. Qua tiệm của ảnh làm. Còn bên em này làm màu chưa có tốt nên em không nhận, mất công hư hình của bà con không? Em xỏ rồi, chị muốn mua khuyên thôi. Ok, em qua đây. Em qua đây bên chị có bán khuyên, khuyên gì cũng bán. À, YouTube thì bây giờ tôi mới hoạt động lại đây bà con. Bữa giờ tôi cũng buồn buồn nên tôi không có hoạt động trên YouTube. Tôi chị và mấy hôm nay tôi mới hoạt động lại. Với lại ngày xưa tôi để cái kênh YouTube của tôi là tên VN Style đúng không? Nay tôi đổi tên qua tên của tiệm mới tôi. Giờ nếu muốn vú to thì dễ mà. Thôi. Tôi giày đủ xài rồi bà con.
Bây giờ anh nào yêu tôi thì phải phải gu dấu nhỏ nha. Bắt tôi đi bơm dấu không được đâu à. Bắt tôi đi bơm dấu thì anh tự bơm đi. Về tự bóp đi. Tôi giờ xì tay dấu lép, xì tay hai con ốc thì được. Học viên cũ bên tiệm cũ có qua ủng hộ không? Có. Trời ơi, mấy em đó bữa bữa tôi đang làm tiệm á, tụi nó qua giúp đỡ quá trời. Còn nhân viên thì nó không qua, nhưng mà học viên thì nó qua. Chào Mai, em nói chuyện rất dễ thương, chị thích và luôn theo dõi em. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, em không có nhận chân dung màu anh Duy ơi. Nếu mà anh muốn làm chân dung màu á thì anh nhắn tin cho em đi, rồi em sẽ đưa cho anh cái link của người bạn làm chân dung màu tốt á. Em gửi cho anh, rồi anh hỏi người đó báo giá cho anh. Còn bên em thì chỉ có nhận chân dung trắng đen thôi. Tài hèn sức mọn, không có làm được chân dung màu. Hello, chúc chị buổi tối vui vẻ, cảm ơn nha. Gái ơi, không biết hên hay xui, chị định lên em trùng tu nhan sắc mà chị lại dính cái bầu rồi. Chuyển cặp xong 2 năm sau chị lên em làm được khuyến mại không em? Trời ơi, chị khỏi cần cọc chị ơi, 2 năm sau em vẫn khuyến mại cho chị à. Chị có bầu là em chúc mừng chị à, coi như là có bầu là cọc rồi. Khỏi cần chuyển cọc chị ơi, chị cứ giữ tiền ra đi. Mà 2 năm sau chị sanh xong rồi, nghỉ dưỡng xong rồi lên đây à, em làm cho chị. Em muốn qua chị xăm được không? Là được. PNG không? Được, PNG lại tặng tao một cái xài cả năm nữa à. Em, để PNG. Ở đâu vậy? Được á. Mốt nhà chỗ nào không có lịch. Cái gì đây? Cái gì? Thôi thôi, bà con đừng có soi vô cái ngực của tôi xong hỏi linh tinh nữa nha. Nhà cũng phúc được, người cũng phúc được. Gì? Có nhận xong cho F0 không? Đợi ít bữa bà con, nếu mà em trở thành F0 là em sẽ đăng Facebook. Em nhận xong cho F0, còn giờ em chưa F gì, em đăng FA, đúng không? Thế còn khách ở xa có được khuyến mại không? À, Tuấn Lê ơi, cái này là em kêu ông Trang á. Em về đây để chị để con Trang nó xăm cho em, xong rồi chị trừ phần trăm nó qua đó. Trừ tiền mày, đúng không? Chị chia phần trăm nó đúng không? Nó xăm cho mày, chị lấy tiền, xong chị khuyến mại mày cái tiền phần trăm đó. Còn nhiêu rồi để mày nó tự xử, chị ok chưa? Gì? Mai ơi, hút cần không em? Không anh ơi, em cay rồi. Quán là biết đó, không chi cần nữa. Em cay rồi nha, không có hút nữa, hút vào hư hết người, hư hết cái đầu, không tỉnh táo còn chưa ăn ha, ăn ai nữa ngáo ngáo. Em nay em đổi hệ rồi anh ơi, nay em chuyển qua đập đá, không có hút cần nữa, hút cần nữa. Đúng rồi, hút cần không đủ đô anh ơi. Lâu lâu mình hút cần nó chậm lắm, đập đá nhảy số nhanh anh ơi. Mấy giờ còn hút cần. Đỡ dịch anh vô làm cái lưng cho anh. Thằng em nó ở 99 Lê Thị Riêng mà. À vậy hả, em ở 51. 99 là cách đây mấy căn à anh? Ok anh Hùng, chờ em luôn chờ nha anh Hùng. Anh bữa nào từ Hải Phòng vô anh có cái gì ngon ngon anh mang vào cho em ăn ấy nha. Ngáo ngáo. À đúng rồi, ngày xưa tôi ngáo ngáo, giờ tỉnh lắm mà con. Giờ đập đá cũng tỉnh lắm. Xưa hút cần ngáo. Thôi vậy, thôi vậy. Nói gì. Công an vô đây test thấy em dương tính à. Được rồi, lo gì. Bớt chém đề. Chém gì. Mốt dẫn gì qua chị xăm. Ok Tiến, có gì bữa nào qua nhắn chị nha. Nay nhìn tôi ốm quá hả? Tôi luôn ốm vậy mà bà con.
học phí bao nhiêu hả? À, tôi có 4 khóa học, học phí là 12 triệu, 25 triệu, 27 triệu, 35 triệu. Tùy theo bạn muốn học cái khóa nào như thế nào nha. Xăm mí về ai cũng khen đẹp nè Mai, chị ngại muốn chết. Trời, cảm ơn chị Hồng nha. Nếu mà người ta khen đẹp ăn chị tiện thể nói ra địa chỉ 51 Lê Thị Riêng để cho người ta qua ủng hộ em nha. Dạ, chị nói vậy là em mừng rồi. Chứ để xong mấy giờ mà ai cũng chê chết nữa. Gì em khoái chị ghê hả? Ok. Chị cũng khoái em. Hello, hello, hello. À, xỏ lưỡi 300 ngàn mà con. Xỏ lưỡi này tôi xỏ từ 7-8 năm trước à. Nói chung là xài ổn. Lâu lâu nuốt cái khuyên thôi. Nuốt cái khuyên thì cũng ị ra thôi chứ nó không ở trọng đâu bà con. Lâu lâu đi soi dạ dày rồi chụp CT rồi thấy không có gì mắc ở trọng hết á. Đẹp quá anh. Bây giờ thiết kế sao có cái chỗ để nước nè, không có để nước cái kệ. Cái kệ nhỏ hả? Thôi để mai mốt em làm có tiền em mua cái tủ lạnh nhỏ, cái tủ mát á, bỏ nước trong ha. Đúng không? Tủ rượu cái gì? Ừ. Đúng không? Ok. Chị là thần tượng của mẹ em á. À đâu. Thần tượng của mẹ em luôn hả? Thôi bình thường tới đâu thần tượng rồi con. Nói vậy ngại không chết luôn. Ok em gái. Dạ anh Hùng, ok anh. Chị khoái bà này ghê, khoái chị ghê. Tôi làm đâu khoái bà con. Nói chuyện vui quá khoái hả? Tiệm mở cửa tới mấy giờ hả? À, tới khoảng 9 rưỡi mà bà con. 9 rưỡi mà thấy vắng vắng khách là thôi đóng cửa. Còn nếu mà còn khách thì tôi vẫn làm tới 11, 12 giờ đêm, 1 giờ sáng rồi vậy. Nói chung là còn khách là còn làm. Mà muộn quá mà không thấy khách vô thì mình đóng cửa, mình nghỉ. Tại tôi ở đây mà. Cho nên là cũng không có giờ giấc gì cố định, chỉ là 9 giờ sáng thì mình bắt đầu mở cửa đón khách. Còn giờ đóng cửa thì nó vô chừng lắm. Nói chung khoảng 9 giờ 9 rưỡi. Nhưng mà mai mốt á, khu này mà Việt Kiều với lại Tây về nhiều, người ta sống về đêm nhiều á, thì tôi có thể là sẽ mở cửa overnight á. Lúc đó nhân sự mình đầy đủ á, thì mình mở cửa. Tiệm có nông tay không hả? Có nha bà con, có nông tay. Em mở livestream là mẹ biết. Ồ, em mở livestream em coi xong mẹ em thần tượng chị luôn hả? Thái chị luôn hả? Tôi có nhiều khách qua đây nói tôi, trời ơi, có cái thời gian chị nghiện em luôn. Tối nào chị cũng phải mở lên chị nghe. Chị nghe mà không nghe là chị không ngủ được. Mà mấy ngày em không lên video clip là chị cứ coi lại cái cũ riết muốn thuộc luôn. Cái gì mặc đồ gì kỳ vậy má hôm nay. Thôi đừng ý kiến ý cọ vụ tao mặc đồ nữa. Miễn tao không có hở vú hở hở biếm ra được rồi à. Mặc đồ kỳ mày. Choáng váng. Ê Huy, nhờ mày mà tao có cái thói quen này nè Huy. Sắp hết rồi nè. Mai mốt về mua đền tao chai khác đi. Mày uống gần hết rồi. Mày uống hết nữa còn lại là tao với anh Tuấn nhà cưa. Tiếp rồi, tiếp rồi. Em hỏi cái này xíu. Cái chiều hướng này ở bên trong nó bị rất là lo, nó không thẳng ấy, nó ảnh hưởng đến chúng ta. Nó không thẳng so với cái chiều hướng. Đấy chứ. Tức là nó không thẳng cái chiều hướng này mà nó cắm xuống
cái này là ra này sẽ dài quá gì cái thiên của nó mất gì này nó cảm giác nó dễ hơn chút. Trong đây này nếu nó soi soi ra em sẽ thấy là cái lỗ ở dưới ấy, nó gần ra đến chân đây thì không biết về như đeo cái này là sẽ nó đang nhẹ nhàng như thế nào. Cái trục trên nó sẽ sát xuống tại vì nó cắm xuống này, cái trên nó đang sát rồi, còn dưới không phải. Xăm mí mắt giá bao nhiêu bà con? Xăm mí mắt bên tôi 800 1 triệu tới tới 1 triệu 2 tùy theo cái bản mí lớn hay nhỏ. Chị nằm sâu không vậy? Chờ tôi chút nha, để tôi vô tôi coi khách có vấn đề gì đây. Tròn qua đây mình thay cho fan cứng nè hả? Hello anh Văn, lúc em mở cửa overnight anh ghé chơi overnight hả? Ok anh. Khi nào anh ghé thì anh cứ báo thôi. Khách sổ mũi bà con, khách sổ mũi sợ mai mốt đeo khuyên tròn nó không ôm mà mũi ôm bình thường. À, sổ sụn tay cảm giác thế nào hả? Thì đau hơn ở dưới thịt bà con. Mấy khúc trên này đau lắm, buốt lắm. Và nó cũng giống như sổ sụn mũi á, bất cứ những cái sụn nó đều giống nhau. Thì anh ghé không báo nha hả? Sao vậy? Ghé không báo cũng được. Em ở tiệm thôi, nhưng mà nhiều lúc em đi ra ngoài thì mất công anh thôi. Hello anh Hiền. Hai trái bầu của anh là em sẽ sơn đen lại anh Hiền. Sơn đen lại trang trí trong tiệm. Với lại để mốt em sẽ bào chế lại nó một chút rồi mình đổ rượu vô. Giờ này fan rượu bà con. Bộ đồ chế mặt đẹp quá, đứng lên em coi được không? Mua bao nhiêu tiền vậy? Hả? À? Áo áo cái này là quần đùi với áo áo dạng áo áo vest thôi bà con. À, quần đùi với áo thôi. Áo gì đâu. Mua nhiêu tôi quên. Chợ đêm hàng Sida luôn bà con à. Mua lâu rồi không biết nhớ giá nhiêu, hình như cái quần trăm mấy, áo trăm mấy chứ không gì nhiều đâu. À, này rượu chi phát. Uống vô cà phê chém gió cho nó ghê bà con. Tôi uống nhiêu đây là đã đủ nóng trong người hừng rồi nè. Tôi đang luyện đô hả bà con. Cho bữa trước đi uống con xíu mà về say 2 ngày. Bây giờ cứ bữa ăn mình làm ly nhỏ nhỏ vậy đi.
để cho thứ nhất là tiêu hóa tốt, hai là ngủ ngon. Thứ ba mốt mình đi nhậu mình không bị đô yếu rồi không? Không. Mình mà nhậu bị đô yếu vô cái là uống được 3-4 ly vô cái ói lên ói xuống là mất mặt quá. Ở công việc mình giờ cần đi nhậu nhiều. Nay về đây nghiện rượu rồi hả? Ừ, hồ lô đó, Sơn Điên Điệt đó. Dạ, em Sơn Điên không có nghiện rượu, anh giờ mới tập tành thôi. Nghiện gì? Gì? Sao không thấy anh Vinh hả? Thôi, không bao giờ các bạn thấy anh Vinh ở trong livestream của tôi nữa nha bà con. Hãy quên anh Vinh đi. À quên, không phải. Hãy để cho tôi quên anh Vinh đi. Đừng ai hỏi nữa. Mai mốt, à đây, để tôi ghi cái bình luận. Đừng. Rồi chờ chút. Đừng ai nhắc đến anh Vinh trong livestream của mình. Ok, lên ghim. Được chưa? Gì có mai có đào ngọt cả năm hả? Đúng rồi. Tự nhiên con chó đó tôi đâu phải nuôi từ nhỏ đâu, chủ nó cho tôi á, mà chủ nó lại đặt tên Đào. Nghe mai với Đào á, thấy Tết đến rồi. Hello bố Công Vũ, bố khỏe chứ hả? Ngày nào cũng gặp nhau trên livestream là thấy khỏe rồi bố ơi. Lớp vậy xỉn chưa ạ? Chưa xỉn mà con mà đang ở lại mới ăn cơm xong quất một ly nhỏ nhỏ giờ tự nhiên hất quất nửa ly nữa thấy nó phê bà con à. Bây giờ nói ra hơi rượu à. Vậy đi ăn. Vậy cho chị đi anh. Hello. Xăm môi bên tôi 2 triệu tới 2 triệu rưỡi bà con. À đây, cho bà con coi. À, nãy có người hỏi chia sẻ đúng không? Đây. Rồi rút cái này ra đi. Ai bữa tôi mới chia sẹo cho chị kia. Đó. Chị có một cái đường sẹo lột mỡ bụng ở ngay đây. À, rồi ở dưới nó lại là một cái sẹo mổ bắt con nữa. Nên hai cái sẹo nó tạo thành một cái hình con mắt âm dương ở ngay đây. Trời ơi, nhìn vô là thấy hơi phản cảm. Cho nên tôi đã che bằng cái hình họa tiết và với viên kim cương này. Đó. Chị nào thích chia sẻ thì qua đây. Còn xăm mí mắt rồi. Đó. Xăm mí tự nhiên. Không có to. Không có hầm hố. Rồi làm cho mắt đậm hơn. Rồi đâu nữa ta. Rồi bữa nay là xăm hình hoa sen này. Cái tên Ngân Hà là tên hai cô con gái. Ngày tôi giải quyết nhiều hình lắm bà con. Xăm mí nè, đó. Mí mắt á, làm cho mắt đậm hơn. Ai thích qua đây gặp tôi nha. Dạo này tôi được mùa mí. Không cần bự, mình chỉ cần đủ vừa để cho con mắt mình sâu và hút hồn thôi. Đó, nè.
À, khỏi vẽ bà con. Mấy chị đi ra ngoài vẽ mệt quá đúng không? Qua tôi vẽ cho. Tôi vẽ cho là dính luôn, dính cả đời luôn. Bao bén. À. Đó. Mấy chị qua đây. Xăm mí có đau không ạ? Thì tất cả mọi người mà tới tôi xăm đều nói không có đông như tưởng tượng và cũng không có đông như người lời người ta nói bà con. Sẹo đầu gối có nhăn lại khi chia sẹo có được đẹp không ạ? Bạn cho tôi cái hình của cái sẹo đầu gối đó đi, rồi tôi tư vấn thêm cho, chứ giờ tôi cũng không có rõ lắm. Không có biết sẹo của bạn như thế nào. Nói chung là xăm á, mình sẽ chia được cái khuyết điểm sẹo nhiều lắm á. Xăm chân mày bao nhiêu ạ? À, xăm chân mày bên tôi là chịu 6, còn nếu mà dặm thì chịu 2 bà con. À, còn nếu mà bạn nào điêu khắc á, thì là 2 triệu. Tùy theo cái kiểu mày mà bạn chọn thôi. Ở đây thử thâm môi nè, thử thâm môi, bạn này bị thâm viền môi nhiều không? Thử đây là đã lành nè, sau 3 tháng á, mới xăm môi về thì màu nó lột ra thì nó cũng có màu á, nhưng mà nó lồi lõm, nó chưa có được, nó chưa được đều, vẫn chưa được sáng luôn. Thì sau 2 tháng hoặc 3 tháng nó lành hẳn á, thì nó sẽ như thế này. Mới xong này nó sẽ bị thuốc tê. Nó bị thuốc tê nên nó sẽ bầm 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 đó bà con. Chị xăm, chị làm xăm em được không chị ơi? Là sao bạn? Bạn muốn mình xăm thì bạn cứ qua, cứ ghé đặt lịch thôi bà con. Cô cỡ nào tôi cũng nhận hết đó. Đó, những cái sẹo như thế này, những cái sẹo như thế này mà mình che đi là mất tiêu. Dùng cái hình như hồi nãy á, che đi là người ta chỉ thấy hình thôi chứ không có thấy sẹo. Tôi có nhiều khách mà sẹo kinh khủng lắm bà con. À, ủ tê rồi mình xăm những cái sẹo ở khu vực bụng dưới mà không ủ tê là khó lòng lắm. Nên xăm ủ tê thì nó sẽ bị thâm lúc đầu, nhưng sau đó là nó sẽ không có thâm nữa, nó sẽ tươi. Khoảng có 1-2 tuần nó lột mày ra là nó tươi. À, gì dịch bệnh mà vẫn làm bình thường hả chị? Vẫn làm bình thường rồi con. Dạo này ở Sài Gòn là người ta sống chung với dịch rồi mà. Ai bệnh thì nghỉ ở nhà đi cách ly, còn những người mà không có bệnh thì người ta vẫn phải kiếm sống chứ. Đó, như đây những cái sẹo như thế này. Đó, những cái sẹo như thế này thì mình làm hoa, cái thì trắng đen, cái thì màu, tùy thôi. Chị Mai ơi, mấy em làm rồi mà không đều với nhỏ, em xuống chị sửa lại tầm bao nhiêu? À, em xuống đi khoảng tầm 800 một triệu. Tùy em. Ở đây tôi có làm vùng kính nữ luôn nha. Ai thích thì qua đây. Làm cho nữ thôi chứ không có làm cho nam nha. Đừng anh nào vô hỏi chửi đáng chịu á. Cho bà con coi mấy cái sẹo che. Rồi album ảnh nhiều hình quá nhìn chóng mặt luôn. Đây còn mấy cái rạn. Đây, khách che rạn.
khu vực này ở bên hông của mấy người phụ nữ hay bị rạn đúng không, xăm những cái hình này lên là bao hết rạn luôn. À, chị nào thích thì qua đây gặp tôi, chúc tôi nhiều sức khỏe hả. Cảm ơn mọi người. Mình gửi hình qua có gì mai coi sẹo rồi tư vấn nhé. Dạ, ok. Còn mà mọi người muốn nhanh gọn lẹ thì mọi người cứ qua trực tiếp, mình vừa nói chuyện, mình vừa lên bản thiết kế trên máy hoặc là nói chuyện với nhau thì mình sẽ biết được là chị không thích kiểu này, không thích kiểu kia thì em tư vấn nó dễ hơn là mình tư vấn online. Với lại nhiều lúc á bà con gửi tin nhắn á, em không có, em phải làm á, em không có trả lời kịp, rồi là mọi người yêu cầu thiết kế thì nói thiệt với bà con là mỗi ngày em đều làm khách từ sáng tới tối, cái thời gian đâu ngồi ôm iPad thiết kế cũng cực lắm á bà con. Một cái hình mà thiết kế cũng mất vài tiếng đồng hồ, mà em làm từ sáng tới tối, ngồi vài tiếng thiết kế không khó lắm á. Chỉ có bữa nào ế rảnh rảnh mới bắt đầu ngồi vẽ phải phải trên iPad được. Còn nếu mà bà con tới tiệm trực tiếp á thì em làm hình ở trên máy, rồi ý của người này không thích cái này, không thích cái kia thì em sửa ngay tại chỗ luôn. Chứ còn để thiết kế lên xong gửi qua, không thích chỗ nọ, không thích chỗ kia, sửa lại xong gửi qua, không thích này, không thích kia, rồi sửa lại rồi gửi qua. Trời ơi, nếu mà tiệm ế là em làm được vậy, mà tiệm em thì cũng có khách một xíu, cho nên là thời gian làm như vậy nó cũng không có nhiều bà con, nên bà con chịu khó, có gì thì cứ qua trực tiếp nha. Bấm mũi bao nhiêu? À, bên mình là 200 bà con, sổ mũi 200. Chị ở Sài Gòn à? Ngoài tôi ở Sài Gòn, tôi ở Lê Thị Riêng quận nhất nha. Hello. À, sổ môi như thế này 200 luôn. Có hình nào che rạn ở nách không? Có. Bạn thích hình nào thì bạn ịn lên trên nách hình đó. Tôi là kính hai bên nách luôn. Thích hình gì thì làm hình đó thôi bà con. Chị có xăm bùa 5 dòng không? Có nha. Nhưng mà mấy cái bùa đó tôi tải trên Google về. Chứ còn để mà người nào mệnh nào xăm cái gì cho đúng là tôi không biết đâu à. Cái đó bạn nên đi coi thầy, thầy cho cái mẫu nào thì ghé xăm mẫu đó. Còn mà xăm để bình an may mắn đồ thì ở trên Google nó sẽ có một số mẫu phổ biến, thì mình lấy cái đó xuống mình xăm thôi. Làm đồng tiền bao nhiêu ạ? À, tôi không có làm đồng tiền mà tôi xỏ cái má thì nó sẽ tạo ra cái lúng. À, từ cái lúng đó nó sẽ trở thành cái đồng tiền thôi, với tôi bên tôi là không có làm đồng tiền nha bà con. À, xăm bùa 5 dòng đó thì giá từ 1 triệu tới 1 triệu 2 bà con, tùy theo cái kích cỡ mà bạn chọn đó, 1 triệu 1 triệu 2. Gì? Sỏ chân răng à? Không có. Tôi không có sỏ qua nú, ghê lắm. Tôi chỉ sổ qua cái vách ngăn này thôi. Đây là nè, đây là nó có vách ngăn, mình sổ qua đó thì cái khuyên nó sẽ thò ra ngay đây. Mỗi lần mình nói chuyện mình cười hay gì cả, hai cái hụt nó sẽ thò ra đây, nó dễ thương. Tết có về quê ăn Tết không? Không, tối nay tôi ở Sài Gòn nha bà con. Hello. À, Tết tôi mở cửa xuyên Tết luôn. Mọi người ở Sài Gòn thì ghé qua ủng hộ tôi. Thường tiệm mới mở nên cũng không có nỡ đóng cửa ngày nào á bà con. Ngày mở mắt ra là đã hết mấy triệu để gồng cái tiệm rồi, mà đóng cửa thấy thốn lắm bà con à. Sửa cánh tay bao nhiêu hả? Sửa như thế nào bạn? Có gì thì bạn gửi cái cánh tay của bạn qua, rồi bạn coi mình coi sửa nào, rồi mình báo cái giá chung chung thôi, chứ cũng không có chi tiết lắm đâu nha. Chi tiết thì bạn phải qua tiệm mà nói chuyện trực tiếp mới có cái giá chi tiết.
À, mấy cái hình mini hả? Mấy cái hình mini thì giá, để cho bà con coi. Hôm nay khách tới làm mấy cái hình mini này, hình vuông miệng rồi hình hòn ngọc. Đó, làm mấy hình mini này thì giá của hình này là 1 triệu, hình này là 800, hình này là 700. Đó. Thì cứ vậy mà tính tới thôi bà con. À, nguyên cánh tay bên mình từ 10 triệu cũng có, 15 triệu, 20 triệu cũng có bà con. Nữa. Mai ăn cơm trưa nữa. Gì? Coi đá banh đi chị ơi. Thôi tôi không phải fan bóng đá bà con. Ở quê tôi có cầu thủ đá banh trong đội tuyển Việt Nam nè, gần nhà tôi á, mà tôi không biết nó tên gì luôn, chỉ nghe nói vậy. Mình không phải fan bóng đá. Chị xăm cá chép trên cánh tay khoảng bao nhiêu? Hello Khai Phạm. Em xăm cá chép kiểu gì? Trên cánh tay gì to hay nhỏ? Nếu mà nhỏ nhỏ ở cái mặt trước chỗ này thôi, khoảng 3-4-5 triệu tùy theo cái mẫu em chọn. Còn mà nguyên một dòng như thế này thì 6-7-8 triệu. Còn nguyên một cánh như thế này thì khoảng 10 mấy triệu á em. Chị ở chỗ nào? Hoài Ân hả? Chị ở thị trấn nha, thị trấn Tân Bà Hổ. Em ở Hoài Ân hả? Chào Đồng Hương nha. Gì thích chị nói chuyện quá hả? Cảm ơn. Nãy giờ bà con cứ ngồi nhìn tôi nói không ạ? Chứ đâu có ai nói gì đâu. Ba cũng đâu phải ít người đâu, tính bằng mấy trăm người mà đâu có ai nói gì, toàn là nghe không ạ? Em bay từ châu Âu về học xăm, chị có nhận em không? Trời ơi, quý hóa quá, mắc mới gì chị không nhận. Chị cũng có những học trò bay từ Mỹ, từ bên châu Âu rồi, từ bên Nhật Bản rồi, Hàn Quốc rồi về học có hết á. Nhận hết em ơi, mới đâu, mắc mới, mình đâu kỳ thị ai đâu. Người ta không kỳ thị mình thôi chứ. Từ châu Âu là ở nước nào em? Lucy. Trời ơi, chị ước một lần chị được đi châu Âu. Già tầm này tuổi ba mấy tuổi đầu vẫn chưa được đi châu Âu à con à. À, nếu mà em về đây học rồi em qua châu Âu em mở tiệm, mốt nhớ tạo điều kiện con đường cho chị qua châu Âu về chơi một chuyến thôi. À, châu Âu hay châu Mỹ hay Việt Nam hay là Việt Kiều hay Việt Giang thì tôi cũng chỉ có mù lại học phí thôi nha. Gì? Em nghe chị nói chuyện là bị cuốn. Cuốn à hả? Ghê. Chị mà làm như cần thấy là cuốn, thấy là cuốn. Tôi là dân chơi rồi con à, cho nên là nghe mấy cái từ chuyên ngành cái mình nghĩ tới liền. Em ở Phù Cát nhưng công việc em thường đi quanh tỉnh Bình Định. Ồ vậy hả? À, Phù Cát cách chị 50 cây á. Nhưng mà bây giờ chị ở Sài Gòn rồi, mấy tháng trước thì chị ở Hoài Ân á. Còn giờ là chị vô trong này mở tiệm, chắc lâu chị mới về quê á, chứ không có về nhanh đâu. Với lại ở quê bây giờ cũng dịch nhiều lắm. Về bây giờ lại bị cách ly, lại bị cấm cửa nhà cũng chắc là Tết này ở ngoài quê không có Tết luôn quá. Thấy xung quanh mẹ tôi nói là ở ngoài đó bị cách ly rồi phong tỏa quá trời. À, kính lưng bên tôi 20-40 luôn, tùy theo cái lưng, báo vậy đi cho nó xong sơn bà con. Lưng nhỏ lưng lớn, hình khó hình dễ không? Để mốt khách khỏi bất ngờ. Cứ muốn bít lưng qua tiệm tôi 20-40. Gì, vợ chồng em rất hâm mộ chị hả? Vợ chồng luôn. Chị đi Nhật không chị ơi? Em về học xăm rồi chị qua Nhật với em luôn. Ghê vậy,
Họ Nguyễn ơi, em chị nó cũng sắp đi Nhật nè, được ý hay đấy. Mai mốt mà tôi qua Nhật tôi xăm cho mấy người Việt Nam ở bên Nhật cũng được. Anh về hả? Ba anh chiều mai anh qua hả? Đã thì qua. Ok ba anh đi đâu tôi cũng đi á, tôi chân ngựa mà, tôi thích đi lắm mà con, tôi không thích chôn chân một chỗ. Bây giờ mình phải chôn chân một chỗ để mình tạo dựng sự nghiệp phải không? Khi mà mình đã có sự nghiệp, đã có cơ sở rồi mình đi thôi. Mình phải đi khám phá thế giới, mình phải làm vó ngựa trên thảo nguyên. Mình phải tung cánh. Nghèo ngây cứng. Em nghe nói cô gái Bình Định vừa đẹp vừa giỏi võ đúng không chị ơi? Thì đó, bây giờ gái Bình Định đẹp á, là em nói sự thật đã chứng minh chị đây, chị đẹp. Đẹp là có đẹp rồi, còn giỏi võ hay không phải đụng chuyện mới biết nha bà con. Chứ còn không đụng chuyện thì em nào cũng hiền. Gái Bình Định ai cũng hiền đó. Đụng chuyện đi mới biết giỏi võ hay không. Chị ước được gặp chị Mai một lần hả? Ok, mốt chị về chị check in ở sân bay Phú Cát mà chạy vô giỏng mà nhìn chị cái không khỏi ước. Điều ước rất là dễ dàng. Không đi chơi Noel à? Không, trời ơi giờ này ra đường tốn tiền lắm bà con à. Tôi là tôi chỉ thích đi chơi nhưng mà không thích tốn tiền. À, cái bệnh kỳ vậy á. Nên mà tôi thấy mà đi chơi tốn tiền là tôi không đi. Chừng nào mà chơi chùa á, ai bao á thì đi. Còn đi mà tôi phải bao là thôi nghỉ. Ở nhà cho khỏe, dạy cho chắc. Sống mà phải chắc vậy á bà con. Vì họ Nguyễn, tháng 3 em về chị có nhận học viên không? Em đáp xuống Sài Gòn nè. Có chứ, thằng học viên chứ. Ngày mai là tôi cũng có thằng học viên từ Nhật về nè. Nhưng mà nó về là nó về Đà Nẵng, bởi vì nhà nó là ở ngoài Hà Tĩnh. Nó mua quà cho tôi rồi, nó kêu là về tới Việt Nam là nó chưa vô Sài Gòn được, nhưng mà nó sẽ gửi quà từ ngoài Hà Tĩnh vô Sài Gòn cho tôi à. Rồi qua Tết rồi nó mới vô với tôi à, là học trò đã học 2 năm trước. Nó về Việt Nam nó học mấy tháng xong qua bển nó làm rồi, rồi giờ nó về Việt Nam tiếp đó. Học trò ở Nhật có rồi nha. Bên Mỹ cũng có mấy đứa luôn, nhưng mà một đứa đó. Tụi em ở Bình Phước đã có dịp ghé chị rồi, nhưng chỉ có chồng em xong thôi. Khi nào đi Sài Gòn em ghé tiệm mới này của chị. Ok Uyên. Ok Uyên, cảm ơn vợ chồng em nha. Khi nào xuống báo chị. Nghe phái. Nghe mà ở đâu á, bà con ở xa, ở nước ngoài rồi ở tỉnh khác rồi, hoặc là ở quận khác luôn, ít bữa qua nghe phái mà con. Một phần phái vì lúa về, một phần phái vì cái thịnh tình của mọi người. Gì? Chào người mẫu hả? À, mẫu hậu. Hello mọi người. Nói như chắc là từ giờ đến tối là mình hết khách thiệt rồi đó. Chút nữa khoảng 8:30 mà mình thấy không có khách thì thôi mình đóng cửa mình đi dạo vòng hết xin ha. Sẵn đi qua đường cũng chảy rồi, làm vài bộ quần áo mặc. Chứ bữa giờ mặc toàn đồ sida bà con. Bữa nay làm mới dư được vài trăm. Đi qua đường Nguyễn Trãi mua đồ Trung Quốc mặc à bà con à. Chứ bữa giờ mặc toàn đầm 90k bán online, xong rồi mình thấy đẹp đẹp với mình cho địa chỉ nó ship về không à. Nghèo khổ lắm. Xăm dòng chữ ở vai thì giá tầm bao nhiêu? Dòng chữ vai cỡ này thì chừng 500-700 tùy theo cái phong chữ. Còn dài hơn thì 800-900 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu gì đó, tùy bà con. Tùy kiểu chữ, tùy phong chữ, tùy kích thước, tùy màu sắc. Để hỏi chung chung thì tôi cũng chỉ báo chung chung thôi nha. Ê.
xăm kín ngực hả? Xăm kín ngực. Xăm kín ngực như tôi hả? Từ bên này chạy qua bên này à. Thì khoảng 5 triệu tới 7 triệu tùy hình rồi con. Như cái hình cú của tôi tại ngực tôi nhỏ. Với lại nó ở khoảng này thôi. Đó. Thì 6 7 triệu gì đó, còn những người nam á thì cũng có những cái ngực cả chục triệu, 12 triệu cũng có rồi con. Tùy nam nữ gì cũng nhận hết á. Khuyên à, sổ rút 300 ngàn rồi không? Sổ rút 300. Qua chị xăm hẹn trước hả? À, nếu như mấy bạn xăm hình nhỏ nhỏ thì có thể bất chợt có ý tưởng thì ghé luôn cũng được. Còn nếu như sợ tôi bận thì có thể gọi qua là coi bữa nay còn trống lịch nào thì mình sẽ sắp xếp. Còn những người xăm hình lớn á, thì nên hẹn trước rồi con, để có sự chuẩn bị về thời gian. À, xăm che sẹo thì bà con gửi sẹo qua đi nha. Ok chị, ok em. Ủa gì kì vậy? Tối nãy giờ ngồi nhìn tôi rồi. Nãy giờ tôi phải lướt lên trên để đọc mấy comment bên trên để trả lời mấy comment chứ nãy giờ toàn đang xem không à. Tiệm chị ở đâu ạ? À? À tôi mới giờ qua 51 Lê Thị Riêng nha. Gì? Chúc mai làm ăn phát tài và cảm ơn. Em nghĩ chị xăm cả người chắc phải mấy trăm triệu chị Mai hè. À không à, cái này tôi toàn xăm chùa là chủ yếu bà con. Có phải trả tiền gì đâu. Kim mà người tự mình mua xăm thì mình kêu người quen xăm, học trò xăm, anh em bạn bè xăm. Còn mình chỉ có tặng người ta quà. Còn ai mà ví dụ như mình thích người đó xăm mà mình không thân lắm thì mình cũng có gửi miếng phong bì nhẹ nhẹ thôi, chứ mình không có phải tốn mấy trăm triệu đâu bà con. Toàn cây nhà lá vườn, làm thợ xăm mà còn phải tốn mấy trăm triệu đi xăm nữa hả? Chào chị Mai, chúc chị một buổi tối hạnh phúc và vui vẻ. Hello Tâm Phạm, lâu quá không thấy trong livestream ha. Ôi trời ơi, gặp Thái Lan là chết liền. Việt Nam hả? Việt Nam gặp Thái Lan hả? Hết trận chưa? Mới đá thảo nào người ta đi coi đá banh hết rồi, chẳng ai thèm nói chuyện với tao. Còn lại mấy trăm người đây chắc đang treo máy để vừa coi đá banh, cũng chẳng ai thèm comment gì luôn. À, tôi nhận học trò ngày nào cũng nhận rồi con. Mai nói chuyện có duy cú hút, chắc được nhiều người ủng hộ kinh doanh gì, chắc được nhiều người ủng hộ ha. Dạ em đâu kinh doanh gì đâu, em chỉ có online nói chuyện tầm phào vậy thôi, chứ em đâu có bán hàng gì qua livestream đâu. À lâu lâu thì em về khuyên mới thì em cũng sẽ livestream lên để cho mọi người coi. Nhưng mà em chỉ livestream một lần thôi. Em chỉ giới thiệu về khuyên mới một lần thôi, chứ em không bao giờ ngày nào em cũng livestream lên. Có nhiều đó nó hoài, bán hoài không có. Khi nào mới về phải mấy tháng em mới livestream một lần về khuyên á. Còn lại chỉ có ngồi chém gió bốc phết thôi bà con à. Không buôn bán gì cả. Em mà bán hàng online chắc cũng được lắm á, mà lười lắm. Với lại mình cũng làm gì có sản phẩm gì để bán. Trời ơi, mực nó dính vô. Ôi trời ơi, gặp Thái Lan nó đáng chưa. Thích gì tháng 3 em về tặng ra mắt sư phụ nè chị ơi. Hả? Thích gì hả? Chị giờ chỉ thích tiền thôi em ạ. Nói chứ ở Nhật Bản đúng không, chị thích những cái món đồ trang trí nhỏ nhỏ xinh xinh. Ví dụ như tượng
hoặc là mấy con búp bê nhỏ nhỏ, hoặc là mấy cái tượng nhỏ nhỏ, tượng của con mèo, tượng cái nọ cái kia, mấy cái mặt nạ nhỏ nhỏ vậy nè. Nếu mà em về mà em muốn mua quà cho chị thì em mua cho chị mấy cái vậy thôi, chứ chị không có cần cái gì khác hết á. Chị cũng cũng nói cái thằng học trò bên bên Nhật ở làm mang mấy cái thứ đó về cho chị, không biết nó có mang nhiều không. Vậy bên chị có nhận cover không mà có rồi con. À ngày mai tôi có cái ca cover từ sáng đến chiều luôn. Cover che đi mặt Chúa. Có một chị kia chỉ xăm Chúa và cái thánh giá trên lưng, ngày mai tôi sẽ cover bằng hình khác. Cái gì xong á tôi chụp lên cho bà con coi. À, tôi không phải gốc Quy Nhơn nha, tôi cũng gốc Bình Định mà gốc ở Hoài Ân. Quy Nhơn là thành phố à, còn tôi ở trên miền núi. Em xăm sẹo mổ bao nhiêu tiền? Dạ chị ơi, sẹo của chị dài không? Rồi chị xăm hình gì, có gì chị chụp cái sẹo qua cho em đi. Để em coi bao nhiêu. Em báo chị. Thôi nãy giờ chém gió cũng lâu rồi nha bà con. Bây giờ tôi phải làm và việc trả lời tin nhắn rồi các kiểu rồi. Áo này tụt quá. Áo nào nãy thằng người yêu cũ mình nó vô nó kêu là ăn mặc gì kỳ vậy. Chắc là nó không thích. Không thích thì kệ mày, tao thích. Đây. Thằng Ken kia mày nói ý thôi. Chị chụp tay chị check thử giúp. Em cover không nhé chị. À, em chụp tay chị check thử. Ok bạn Nguyễn Tiến ơi. Nguyễn Tiên ơi. Có gì bạn cứ chụp hình qua rồi có gì mình tư vấn qua cho. Em sẽ cố gắng thu xếp công việc để ghé tiệm, nhưng mà em có được yêu cầu chị Mai xăm không vậy? À được chứ Tâm Phạm. Bạn yêu cầu mình thì cứ gọi cho mình, hẹn cái giờ là mình sẽ xăm cho bạn thôi. Mai xăm đẹp quá, không thô, chắc nhiều năm tay nghề kinh nghiệm. Dạ. Dạ cũng em trong nghề này cũng nhiều năm rồi. À, đẹp hay không là tùy theo cái cảm nhận của khách hàng thôi. Chứ mình cũng không dám nhận mình xăm đẹp. À, cũng có nhiều người xăm đẹp hơn mình nữa. Nên mình cũng không có dám vũ ngực xưng tên đâu. Còn khách thích thì khách thích ai thì khách cứ chọn người đó thôi. Nhiều khi tôi xăm tôi thấy ông mà người khác nghĩ là xấu, nhưng mà có người lại nghĩ nó đẹp. À, nghệ thuật mà tùy theo con mắt cảm nhận của mỗi người. Bữa nào em mua cho chị bộ kimono ngồi xăm cho sốc, khỏi mua mấy con búp bê. Ok. À chị nghe nói bên Nhật có cái món sex toy á, nó nổi tiếng, em mua cho chị một set đấy luôn. Vậy nha, Hậu Nguyễn. Mua gì mua, mua cho chị thêm cái set đấy. Thôi nha bà con. Bây giờ tôi cúp lại chim này, tôi làm một số cái việc khác. Ngày mai rảnh rảnh tôi sẽ ngồi chém gió với bà con tiếp. Bà mẹ nhắc tới cái kia lại ấy rồi. Thôi nha. Tôi phải đi đây, bye bye.